Vừa Mai Như Huỳnh mến chào mọi người. Lô Thủ Đức và Phú Tân hôm trước ba mùa liền cốt á cả nhà. Tàn xum xê cành nhánh á, thì hôm nay ha là em về thêm hai xe nữa nha cả nhà. Khách đặt quá chừng luôn cái lô này bởi vì nó vừa cứng cáp, củ đế rất là đẹp luôn. Đây, cái củ của nó nè cả nhà, phần đế nè, còn cái gốc nè, liền cốt 100% ha. Tất cả thì cái lô này là khoảng cỡ mấy ngón tay của Quỳnh nè, có ngón cái có, ngón giữa có ha. Đây nó có một cái hoa gió nè cả nhà, hoa rất là nhiều cánh ha, hoa khá là nhiều cánh luôn. Rồi đây là Thủ Đức 8 đến 12 cánh à, và cây này cao chắc khoảng cỡ 40 cm mọi người. Đây cây nè rất là đẹp luôn đó. À, cây này thì nó được đôn xuống cả nhà và nó ra tàn tán xum xê rồi. Loại này mình về mình để như thế này mình nuôi thêm, mình chơi Tết cũng được, hay là mình trồng bầu V6 hoặc là đắp mô hết cả nhà. À, em sẽ lấy ra vài cây cho cả nhà mình xem nè. Cây thì củ đế như thế này ha. Đó. Tàn chi cành nhánh nè, nó ôm nụ kim hết luôn nha cả nhà. Đây nó ôm nụ kim nè. Cây này cao cũng khoảng cỡ là từ 36 đến 40 cm, nhưng mà em thấy cái tàn nó đang ra hoàn thiện á mọi người. Đó, em đo cho cả nhà mình xem ha. À, ngã. Đây cả nhà. Đó, đế rất là đẹp luôn ha. Rồi. Đây cây nè cả nhà. Cả nhà mình đợi em ha, em sẽ quay cho cả nhà mình xem. Thì cái lô Thủ Đức này á mọi người, được cái là nó rất là cứng cáp. Và số lượng này thì Quỳnh có khoảng là 500 cây luôn á nha cả nhà. Và cái khu vườn của Quỳnh á thì nó không có được rộng lắm á, nên là ra là bán hết hai xe rồi. Bây giờ là Quỳnh tiếp tục mình chở ra tiếp. Và rồi thì khách thích cái loại này á, mình để mình trồng cho nó cứng cáp á cả nhà. Với lại là đỡ chăm á thì alo cho em ha. Rồi cái đế của nó nè, rất là quái luôn. Cây như thế này là 190.000 một cây nha cả nhà. Và đây chính là Phú Tân nè. Loại này là Phú Tân nha mọi người. Lá nó ốm hơn, nó dài hơn này Phú Tân. Đó, củ đế rất là đẹp luôn. Có cây thì tàn nó tròn, có cây thì nó đang hoàn thiện tàn nha cả nhà. Nó chia đều ba bên này nè. Có cây thì nó hai bên ha, nhưng mà mình thấy là nó tương đối. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đó, cây chỉ có 190.000 một cây, 3 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển nha. Còn nếu như mà cả nhà mình lấy 2 cây thì cả nhà mình phụ tiền ship giúp em Huỳnh nha. Bởi vì 3 cây thì bên Huỳnh cân đối để vừa có thể tiện lợi để ship cho khách á. Đây cây rất là đẹp nha mọi người. Củ đế thì đủ kiểu. Đây đây cây Phú Tân, cho em cây Phú Tân đi. Phú Tân này á cả nhà là nó chịu lạnh nè. Đó, cây này Phú Tân chịu lạnh tốt ha. Cây này cao 40 cm, cành nhánh nè cả nhà. Đó. Nó ra đều ha. Đây, đây là Phú Tân đây. Đó, đế quái không luôn nha cả nhà. 190.000 một cây, 3 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển ha. 10 cây thì em sẽ tặng một. Đó, cái củ của nó nè cả nhà. Rồi. Cho mượn vài cây nữa luôn. Đây cả nhà, đế quái không luôn nha. Đế này đó là những cái cây á mình trồng đắp mô á cả nhà, nó đẹp lắm luôn á. Củ nở nè. Đó củ nở. Rồi cho em vài cây, cho em vài cây đó nữa. Có hình như con ốc nữa kìa. Đó, cây cái nào cũng có củ đế nha cả nhà. Củ nở đế đẹp. Rồi, đế quái luôn nè cả nhà. Thì cái chọt của nó liền cốt 100% ha. Có cây thì cũng khoảng 95%. Và đây, các cỡ các ngón tay của em nè, em có thể ướm cho cả nhà mình xem nè. Rồi. Cả nhà mình thích loại nào thì alo cho em nha. Đây là Phú Tân. Còn cái này là Thủ Đức. Đó, cây này là Thủ Đức, còn cây này là Phú Tân. Cao khoảng từ 36 đến 40 cm mọi người. Đó, cây rất là đẹp luôn ha, 190.000 một cây. Và 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha. 10 cây em sẽ tặng một. Cả nhà thích loại nào thì alo cho em ha. Quá chừng đẹp mọi người. Loại này về trồng rất là thích luôn á. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Và hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video sau nha. Cả nhà mình thích thì alo em ạ.